Nhận thấy video top 5 những phiên bản Air Force One được rất là nhiều những bạn trẻ đón xem cũng như là hưởng ứng. Vậy nên mình và anh Lỗ Chí Khải đây sẽ làm một video tổng hợp thêm một lần nữa, nhưng mà sẽ là top 7 những phiên bản Jordan 1 Low hot hit nhất trong năm 2022. Bắt đầu thôi nào. Top 7 lần này của chúng mình thì sẽ được xét trên 3 tiêu chí chính. Thứ nhất, đó chính là độ độc và hiếm so với những phiên bản Air Jordan 1 Low tiền nhiệm đã được ra mắt trong khoảng thời gian vừa qua. Thứ hai, đó chính là sự phù hợp, những cái sự ăn khớp với những cái bộ outfit của giới trẻ ngày nay. Và thứ ba, đó chính là về mức giá. Mình sẽ đem đến những phiên bản mà đang có mức giá rất là tốt và có tiềm năng tăng giá trong tương lai đối với một số bạn có nhu cầu sưu tầm giày. Vậy, bắt đầu vào đôi thứ nhất thôi anh ơi. Ok. Khởi đầu nhẹ nhàng một chút với một phiên bản có phần gọi là biểu tượng đầu tiên của phiên bản Jordan 1 cổ thấp, đó chính là Chicago Blue, được ra mắt vào năm nay. Đây là một phối màu mà sử dụng những cái đường màu phải gọi là quá quen thuộc đi, trắng, đỏ và đen. Và có một cái điểm mạnh khiến cho em nó nằm trong danh sách lần này, đó chính là mức giá cực kỳ hợp lý. Bao nhiêu anh? Chỉ với 30x. 30x là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một phiên bản Chicago Bull full size nữ cho đến nay. Quá hợp lý. Và phiên bản thứ hai trong danh sách lần này của chúng mình đó là một phiên bản có tông màu xám. Thôi nhắc đến xám thì chắc là anh em cũng biết là đôi nào rồi, bởi vì thực ra xám Jordan 1 Low thì quá là hot và mức giá của nó cũng không hề rẻ một chút nào. Đó chính là phiên bản Smoke Grey V4. Với phiên bản này thì thực chất rằng là mình sẽ không quá đánh giá cao vì những cái đường màu xám, đen và trắng vẫn được giải một cách đơn giản và quen thuộc như những cái phiên bản cũ. Nhưng mà nếu mà loại MV4 này ra khỏi top 7 thì sẽ là một sự thiếu sót, vì những phiên bản Jordan 1 Low sử dụng đường màu xám vẫn là một trong những cái phiên bản mà dễ đi, dễ phối bậc nhất ở thị trường trong ngày nay. Thực ra thì chúng mình cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một đôi giày đã được ra mắt lần này là tới lần thứ tư rồi, khi mà sự thành công của nó đã quá lớn ở những phiên bản V1, V2. Thế nhưng thì đây vẫn là một phiên bản mình đánh giá là nếu các bạn chưa từng sở hữu, chưa có cơ hội được sở hữu bản V1, V2, V3 vì mức giá của nó đã lên quá là đắt, cho đến 9 hoặc 10 triệu hoặc nhiều khi còn không có giày để mà mua, thì đây thực sự là một phiên bản vẫn đáng có trong năm nay, mặc dù có phần không được quá nổi bật so với những phiên bản tiền nhiệm. Và đến với đôi giày thứ ba, đó là một phiên bản mà bản thân mình và anh Khải đều thấy nó rất là đẹp bởi cái thiết kế mang tên là Jordan 1 Low Diamond, sử dụng da nubuck cực kỳ sang trọng cùng với một lớp da bóng sang trọng. Nó phản quang lại một cái đường màu hologram, nhìn cái thiết kế của nó rất là thích mắt luôn các bạn ạ. Đế lại còn là đế IC. Nếu như mà các bạn nào hay mặc những chiếc quần short của Jordan Brand thì có thể thấy là đây là một cái thiết kế rất là đặc trưng ở trên những chiếc quần thời gian gần đây. Kể cả những phiên bản cùng với cả PSG, Paris Saint-Germain thì đều có những cái họa tiết này. Và một điểm nữa ở đôi giày lần này thì đây là một phiên bản mà có một cái câu chuyện rất là hay về nó, vì thực sự là nó được ra mắt không đúng lúc. Một phiên bản cực kỳ đẹp nhưng lại được ra mắt vào đợt Tết, và lúc đó thì mức giá của nó đã được đội lên rất là cao bởi thị trường resale lên tới hơn 6 triệu. Không hề đáng, thực sự là không hề đáng. Và thực sự những người dùng thì không thể nào tiếp cận được với một mức giá mà quá đáng như vậy. Và đến bây giờ thì nó đã bị flop, không một ai hỏi luôn. Và đó là lý do mình phải mang lên đây. Bọn mình sẽ không mang những đôi giày mà kiểu nó đi theo những cái trend, mà mình sẽ mang để cho các bạn những lựa chọn thật sự đẹp. Và Jordan 1 Low Diamond thật sự là một trong những cái lựa chọn mà mình thấy rất là nhiều những anh em đã bị bỏ qua. Mặc dù nó là một thiết kế rất là đẹp và độc đáo đi chăng nữa. Và cái đế IC này là điểm chắc chắn là độc nhất vô nhị luôn. Một năm Jordan 1 Low chỉ ra khoảng 2-3 bản có đế IC mà thôi. Đếm trên đầu ngón tay luôn. Yes. Lại một đôi sáng. Ok. Và đôi thứ tư ở trong danh sách lần này sẽ là một đôi mà mình tin là anh em chưa thể bao giờ nhìn thấy thiết kế này trong những năm 2021 hoặc 2020 đổ lại. Mình confirm luôn các bạn ạ, gần như là chưa bao giờ thấy luôn. Và một số anh em thì sẽ cho đây là một cái thiết kế mà không được đánh giá cao cho lắm, nhưng đối với một số bạn mà thực sự đam mê giày thì có thể lại thích đôi này, bởi vì nó có một phần nào đấy rất là giống Off-White. Và cái video review chi tiết đôi này thì em Phúc cũng đã có làm ở trên kênh Sneaker Daily rồi. Và mình sẽ để phía dưới comment nha. Nhưng mình vẫn sẽ review lại một chút về phiên bản Inside Out này và tại sao chúng mình lại đưa nó vào trong danh sách top 7 lần này. Đầu tiên mình sẽ phải nói đến rõ ràng đó chính là những chất liệu được sử dụng trên một phiên bản Jordan 1 Low.
tất cả những cái chất liệu sang trọng nhất như là da lộn hay là da nubuck, cũng như là những cái thiết kế của chúng đều khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản các bạn đã quá quen thuộc. Và còn một điểm cộng nữa ở phiên bản Crop Inside Out này, rõ ràng nhất đó là phải nói về mức giá của em nó. Chính xác, chỉ với 4MX hoặc trong những thời điểm mà có những chương trình sale, chỉ với 3MX là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một đôi Inside Out mà mình đang cầm trên tay ở đây. Và mình thích một cái điểm đặc biệt nữa ở đôi giày này, đó chính là nó có một cái hộp cực kỳ khác biệt so với những phiên bản bình thường, mà mình sẽ để chi tiết trong video review. Đến với phiên bản thứ 5 trong danh sách lần này, chúng ta sẽ có một đôi giày mà nhìn vào và nghe cái tên thôi là đã ngửi ngay đến cái mùi vị của biển, nhất là trong cái thời tiết nóng nực và oi bức như mùa hè này, thì đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ thích hợp cho bất cứ ai. Phiên bản Jordan 1 Low Marina Blue. Và về thiết kế này, chúng sẽ chỉ đơn giản với hai đường màu duy nhất, đó là một đường màu trắng và một đường màu xanh na ná navy nhưng mà tươi hơn rất là nhiều. Theo như mình đánh giá thì đây là một thiết kế rất là fresh, đẹp và có thể diện với những cái bộ outfit mà phù hợp với thời tiết nóng nực này. Và có một cái điểm đặc biệt nữa ở trên đôi Marina Blue này, đó là đây là một phiên bản Coat Woman. Chính vì vậy, những anh em nào mà size chân tầm 42, 43 muốn cóp hoặc thích em nó lắm rồi thì nên sở hữu ngay, bởi vì chắc chắn trong thời gian tới mức giá của nó sẽ phải nâng đến 1,5 cho đến 1,6 lần, bởi vì không có giày để bán. Đó, hiện tại thì nó chỉ có mức giá khoảng độ hơn 5 triệu mà thôi. Khó lắm mới kiếm được để làm review cho các bạn đấy. Anh em là cóp nhanh, cái này mình lời khuyên chân thực, cóp nhanh nhá. Và đôi giày thứ 6 gần kết thúc danh sách của mình rồi, nhưng mà anh em cứ đón chờ nhá, bởi vì còn đôi giày thứ 6 và sẽ còn đôi giày thứ 7 nữa. Thế nên là đôi giày thứ 6 là một phiên bản màu xám với tên gọi Vintage Grey. Và cái vintage ở đây thực chất nó đúng nghĩa của vintage luôn. Nhắc đến vintage thì các bạn nghĩ đến cái gì? Đó là những cái phong cách cổ điển rất là old school. Mà cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù cái thời trang nó cứ phát triển không ngừng thôi, nhưng mà cái phong cách vintage sẽ luôn được giữ lại ở trên những cái phiên bản trong tương lai. Và ở phiên bản Jordan 1 Low Vintage Grey này, cái họa tiết vintage chúng sẽ xuất hiện ở khu vực đế. Các bạn có nhìn thấy một cái lớp đế giữa màu xám không? Nhìn như bị ố, thật sự là như vậy. Nhưng mà khi mà kết hợp với cả cái đường màu xám này, nó khiến chúng trở thành một phiên bản giày rất là hoàn hảo, kết hợp với sự hiện đại của những đường màu xám và một chút old school ở một chiếc đế giữa màu vàng ngà. Công nhận phiên bản này cực kỳ đẹp thật, rất là đẹp. Thế nhưng mà giá thì chắc chắn rồi, màu xám nhá, thôi anh em không cần phải nghĩ. Đó, anh em nào mà thực sự ngân sách phải rất là khủng thì mới nên sở hữu những đôi này. Còn không thì thôi, cứ thấy màu xám gì bỏ qua. Mình sẽ không review bất kỳ cái gì về phiên bản này cả, bởi vì thực sự là mình đã nói rất nhiều với em nó và đây là một phiên bản mà cá nhân mình đặc biệt thích rồi, thế nên là mình sẽ nhường cho em Phúc để nói phiên bản này. Thế à? Thôi được rồi, em cũng đã cầm đôi này rất là nhiều rồi. Và trước hết nhá, đầu tiên phải nhận xét lý do mà mình thích ở cái phiên bản này. Đó chính là chúng sở hữu những cái đường màu và cái thế và cái thiết kế chẳng giống ai cả, chẳng giống một ai luôn. Các bạn nhìn mà xem, óng ánh này, xong rồi những cái họa tiết của nó được thêu hình kim cương và nhung xung quanh rất là đẹp luôn. Và chưa kể đến một cái đường màu nhìn nó rất là sang trọng, lịch lãm nhưng mà lại cực kỳ thời trang. Thôi mình không cầm nữa, mình mà cầm đôi này mình nói với các bạn cả ngày, kéo dài video phải 15 phút vẫn chưa hết. Thôi chốt luôn là đôi này thì hiện tại giá đang drop rồi, rất là ngon. Cá nhân mình là mình phải mua cả chục đôi luôn. Nhưng mà còn anh em thì anh em nếu mà thích thì cứ cân nhắc và có thể qua Sneaker Daily hoặc bất kỳ cửa hàng nào để thử. Vì đây là một phiên bản mình nói lại là mình cực kỳ thích. Và đó là 7 phiên bản Air Jordan 1 Low mà mình và Phúc đánh giá là 7 thiết kế đáng sở hữu nhất ở giữa năm 2022 này. Và tất nhiên là từ giờ đến cuối năm thì Jordan Brand cũng như là Nike sẽ còn ra mắt rất là nhiều những phiên bản Jordan 1 Low nữa. Thế nhưng mà hiện tại, cho đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là mình và Phúc đánh giá đây là 7 phiên bản mà các bạn đáng để sở hữu nhất nếu các bạn đang có nhu cầu mua cho mình một đôi Air Jordan 1 Low. Dành cho những ai mà yêu thích những video của bọn mình và muốn bọn mình làm ra thêm những top 5, top 7, top 10 những đôi giày hot hit nhất ở trong năm 2022 hoặc là trong bất cứ năm nào thì các bạn hãy cứ để phía dưới comment, chúng mình sẽ lắng nghe hết và sẽ làm hết cho các bạn xem luôn. Đã chưa? Đã! Nhấn nút subscribe và nút like đi. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Ê nhưng mà từ nha, còn một tip nữa thôi, mình nói nhắc lại em lần cuối cùng này. Hiện tại Jordan 1 Low và gần như những phiên bản Jordan hiện tại đang có mức giá rất là rẻ. Và đây là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để các bạn sở hữu cho mình một đôi Air Jordan. Đó chính là tháng 7, tháng 8.
đừng đợi đến cuối năm. Xin các bạn đừng đợi đến cuối năm mới mua Jordan. Hãy mua Jordan ở tháng 7 và tháng 8.